con nào ngon ngon á cô? Dạ có chú. Ờ, chút xíu vô chợ mình mua. Dạ chú. Không vậy rồi vậy là ổn nữa. 3 kg mà cân này 2 kg này 3 kg. Nhiều rồi. Nhiều. Dạ đợi cô tính tiền. Ủa, giờ bao nhiêu cô? 38 nữa 4 kg đi 4 kg 520. 520 chiều ra nó như 30 đi. Là còn 490. 490 5 chú anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người, chào đi chú Phát ơi. Dạ thì chú Phát ngày hôm nay ở chơi với lại mấy chị em cũng lại mấy chú thợ là thêm một ngày nữa nha cô chú. Sáng hôm nay thì chú có nói là sẽ đi chợ cùng với lại mấy chị em để mà mua một số món ăn, một số nguyên liệu về. Chú Phát cũng nghe nói là một đầu bếp nổi tiếng đó, hồi trước đó là chú dạ. Quảng cáo gì quảng cáo, gì, quảng cáo á. Hồi trước đó là các bạn không biết có nhớ không, là lúc đó là chú chỉ cho mấy chị em nấu mấy cái món ăn về cá đó, cũng cách đây khoảng một năm mấy rồi đúng không chú? Và bây giờ thì mới có dịp chú rảnh thì chú mới về đây nữa. Hôm nay thì mình sẽ không có ăn mấy cái món về cá nữa nha cô chú ơi, mà mình đổi qua là mấy cái món về món gà hấp, nè về heo cũng như là về những cái loại rau củ này. Thì hôm nay là chú Phát sẽ chỉ cho mấy chị em tụi con làm món gì hả chú Phát? Chứ như là gà luộc thôi, gà luộc dạ. Chấm sốt gừng hành tây. Dạ. Còn heo quay là mình làm. Heo quay xào cải chua. Heo quay là xào cải chua. Rồi. Dạ. Còn tàu hũ. Tàu hũ rồi làm chiên vàng rồi làm sốt lên. Dạ. Rồi trang lên ăn sốt
sốt dầu hào. Dạ. À, riêng về thím Năm thì hay nấu các món ăn chay ở trên bếp ăn Tình Thương, cho nên là hôm nay thím Năm sẽ nói là chút xíu sẽ tranh thủ chạy ra đây để mà học cái món tàu hũ nấu xem là như thế nào, rồi sau đó thím Năm sẽ mang lên bếp ăn để mà nấu nha các bạn. Thì chút xíu thì chú sẽ nhận đồ đệ là thím Năm, thì nhận nếu mà chú được thì chú nhận luôn mấy chị em tụi con làm đồ đệ và dạ, để mà nấu cái món này nha. Còn món sườn này sườn mình chưng thôi, chưng hơi tàu đều đúng nha, chưng đậu xì chưng đen hột nhưng mà ở đây bữa nay không có chưng tương ngọt. Dạ chưng tương ngọt thì ra là phải là chưng cái tương đen mà loại mặn mà loại khô luôn rồi, nhưng mà khô, mấy chị em đi hết cái chợ rồi không có ai bán cái loại tương đó hết, xài lỡ chưng ngọt rồi cái... Dạ cho nên mình xài đỡ cái loại tương ngọt nha. Bây giờ thì mời cô chú anh chị các bạn mình cùng bắt tay vào để mà mình chế biến các món ăn này xem là sẽ như thế nào và hấp dẫn ra sao nha. Rồi bắt tay vào thôi chú Phát ơi. Yo. Yo. Bây giờ mình nước sôi mình cho gà vô ha. Nước đầy lên luôn. Dạ rồi đi. Ngập mưa gà. Nước hơi ít rồi. Thêm nước ngay. Nước là đầy lên nó được. Thôi giờ em lấy con gà lại đi cảm ơn. Thôi được lỡ về thêm nước cũng xong. Thêm nước vô. Nước vô được hả chú? Phải luộc gà phải nguyên đầy. Dạ đúng rồi, phải đầy nước luôn mới được. Nước đụng thì không đều. Vậy là cho ngập con gà luôn hết chứ. Rồi để chị bà lấy nước sôi, gặp con nước sôi. Thêm hả chị bà? Chú ơi mình có đậy nắp lên không? Đậy nắp chứ. Rồi. Nắp vào chín. Đậy nắp lên mới 15 phút rồi dở lên vào chín à. Còn đậy nắp lâu lắm. Nó mới chín tới không? Dạ. Đậy nắp mới chín được. Thêm nước đi, thêm nước. Hôm nay là mấy chị em sẽ thử coi học theo chú Phát mình nấu một bữa coi là nó sẽ như thế nào nha cô chú. Nước ít quá rồi cũng được. Dạ tụi con thêm nước cho. Còn món phải luộc gà, phải luộc lúc nào luộc gà phải ngập nước nguyên gà nó đều. Dạ. Còn món ngập có chỗ chín chỗ sống chỗ người. Dạ, làm sao luộc lâu quá nó sẽ làm tốt hơn luôn. Mình sẽ ướp cái phần sườn non nha. Cho nó chua, con sắc cải chua. Rồi, bột ngọt này, cái nào bột ngọt cái này, bột ngọt. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bột ngọt hộp bự quá ta. Có nhiều loại có loại hộp nhỏ nữa. Hộp diễn luôn không? Ủa chú hay nấu ăn không chú? Chú có hay nấu ăn không? Ở nhà không nấu ai ăn. Nấu nấu ai nấu hả? Không mình nấu cho ai đâu. Không nấu ai ăn, bỏ ăn. Dạ chú cũng hay nấu ăn lắm đó. Ngày nào cũng nấu. Còn mình cũng nấu ba bốn món thôi. Dạ. Thường là chú hay nấu món gì hả chú? Món gà xào gừng. Gà xào gừng. Đây cái này là dầu hào. Dầu hào. Nước tương đâu có nước tương. Dạ nước tương đây. Sườn này mình làm món gì chú? Sườn này mình làm món gì? Sườn về chưng nè. Chưng nha, gọi là chưng. Sườn non chưng. Sườn non chưng với dầu hào. Chưng với dầu hào. Còn cải này là để làm riêng heo quay. Dầu mè chút sau mới làm. Dầu mè quá, chút xíu bỏ. Bỏ chút xíu được. Bên kia ngăn ngăn sắt hàng đồng. Chị nấu không chú? Chú tiêu, tiêu rồi. Tiêu hả? Tiêu chị ba ơi. Cũng tiêu xài ớt cũng được nha. Ớt cháy á, ớt sát sát nhịn nhịn nè. Dạ, con nhà con có tiêu, có ớt luôn, đầy đủ luôn. Ừ. Để cả hai luôn được không chú? Hả? Để cả hai luôn được không? Được không, để hai luôn không? Dạ, tiêu nhiều quá, liều quá giờ tiêu luôn. Trời ơi. Hết tiêu rồi. Nãy đi chợ không nói mua. Dạ con còn không có kiểm đâu con nhớ. Đủ hai chú. Nãy mua cho em mấy chén rồi hả? Lấy mấy chén. Có, có mấy chén luôn. Chắc sắc nè. Cho dùng sắc xéo xéo á. Sắc bỏ vô thêm. Sắc xéo hai trái đủ không? Dạ rồi. Hai trái đủ rồi. Hai trái là cay lắm mấy chú. Không giống cay đâu. Tớ không cay đâu. Rồi cắt đi. Ớt này cay lắm nha. Cay là nhiều trái thôi. Dạ. Ớt này cay lắm á. Cắt cục cục ăn cắt dài quá. Cục cục lại xíu cục dễ ăn luôn, dày quá không ai dám ăn đâu. Cục cục quá đây ăn. Mình để gì chứ đâu có bầm la bầm ra mới cay, để gì nó không cay. Rồi để trên mặt thôi. Rồi phải không đi. Rồi nó bột năng đâu, bột năng đâu. Vậy là mình để bột năng rồi mình mới để bột. Nhà mình còn bột năng không chị ba? Bột năng vô nó. Vậy là có bột năng nữa nước rồi, bên dài nước nhiều lắm á biết không? À vậy là để bột năng vô trong hành cho nó không già nước nhiều.
Dạ. Bổ với bánh hay ghê. Chị đây cho chú một ít bột năng. Tàu xì đâu rồi? Tàu xì. Đường hổ á, đường nãy nó mua mấy hai bịch đâu rồi? À đây nè, chú. Dạ. Đổ vô quên nữa, thiếu này là không được rồi. À vậy là cái món ăn món này là phải có cái tương nha cô chú. Chị chú. Chú muốn để gì? Cho này vô trước đi. Cắt hai bịch đúng không vậy chú? Đổ hơn bịch trước đi coi sao. Cắt hai bổ. Đây, hai bộ vô đây nhà con có hai cô họ nấu nha. Đủ hết luôn em đâu. Đủ hết được. Vô mình học hỏi kinh nghiệm của chú Phát nha. Vô mình trộn lên. Trộn lên, trộn lên, trộn cầm chào. Dạ dạ ba dạ, Út, dạ, bà hai. Dạ. Ở đông là chắc sẽ khó hơn. Cái này là ra học hỏi anh Phát thêm. Dạ. Dạ thêm ha. Bà hai món sườn non chân. Tương. Dạ đúng hả? Cái lưỡi dành để xay nó rồi giọng liệu đi. Dạ ớt chưa được chưa chú? Chưa chưa cái này chưa ớt sao? Dạ bột năng trước ha. Mình để bột năng vô cho nó đừng có ra nước. Ra nước đó biết không? Dạ xíu nữa đi. Tỏi này chú xài cho cũng nhiều. Được hả chú? Rồi. Để cho nó thấm 10 phút sau. Giờ bắt nồi nước á, bắt cái nước sôi đi ha. Dạ. Bắt để này hấp luôn chân luôn lần này, bắt cái chảo nước á. Để nó. Dạ con có cái này hả? Để nó. Ừ. Dạ. Để nguyên hấp chín luôn, hấp chín rồi mình chia ra dĩa. Dạ. Cái dĩa chia ra dĩa. Thả vô, đúng rồi thả vô. Nãy giờ đợi có nhiêu đó. Này, cái này là chân theo kiểu của chú. Nó bị dính cái miếng chanh này. Rồi. Miếng chanh thôi. Ừ. Chanh nó đựng đen cái thau. Dạ. Rồi, để nó cái thau là mình vớt vào luôn vậy. Gà gì là chín nè chú? Chín rồi. Gà con vớt. Lỗi nữa phùng lên, lỗi rồi chín rồi. Tôi nhìn ngay tôi đừng làm tét dắt nó nè, đừng làm dắt ra. Cái nóng quá. Ờ ghim là đời là hai đầu ghim, hai đầu ghim á. Chứ đừng kẹp tét da là hết ngon á. Bỏ vô trong hàng cá. Ôi trời. Vậy là nó còn sống chị ơi. Nó chậm quá. Có trúng bổ không hả? Chậm hả? Rất là. Dạ. Dạ đổ hết luôn rồi. Đổ rồi sống lên đi. Hai tay sống lên. Dạ con vớt nè. Dạ vớt nè. Dạ vớt nè. Dạ vớt nè. Dạ vớt. Chảy chua bây giờ mình sẽ đem cải lại tỏi trước nha cô chú. Mùi đặc trưng của cải chua. Rồi giờ rồi có vơi nó thấm vô rồi tỏi rồi có mùi thơm à. Đó là bỏ heo quay vô sao? Bỏ heo quay vô hả chú? Rồi bỏ vô hết đi. Đổ vô hết. Đâu. Bạn chàng hai hai tay rồi cầm tay cầm nó. Có thêm giá nữa. Cho nó đi. Cho muối trước cái là bụng muối cái là bột ngọt á. Muối trước. Dạ cái này muối chú. Muối vậy. Dạ. Con có dĩa heo quay đó là làm. Rồi muối nó vô. Cái này chưa lại làm. Em chưng lên. Chưa lại. 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 Chưa dầu tương rồi nó lên dầu hết chút thôi để cô coi giờ là đúng rồi đúng rồi đúng rồi dầu hào dầu hào đây dầu chén dầu phụ rồi chị sẽ vô đang 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 chuyện nói đi chuyện nói rồi xong rồi nó tắt tắt rồi lên. Thank you.
ra dầu hào, cái với nước tương rồi, cái này bột ngọt. Chút xíu vừa vừa rồi. Như được chưa? Bớt lửa, nóng quá sôi rồi, bớt lửa. Dạ, bớt bên kia còn. Em ơi, gán hộp món này nha. Nhiều hả chú? Được. Dạ. Được. Muối chưa? Chưa. Cái này là muối. Xíu rồi. Như được chưa? Đủ rồi. Dạ. Rồi, rồi, rồi để dầu mè vô. Để dầu mè vô ha. Dầu mè nhiều ít hả chú? Xíu rồi, thơm thôi. Dạ. Rồi được rồi, vô bậy đi. Dạ. Rồi mình niêm giấm dừa lạc cái mặn gì mình cũng biết nêm thêm á. Dạ, cái này là niêm dừa ăn đó hả chú. Rồi làm chút ồn lăng uống sốt sợ sợ lỡ chút rồi ok. Dạ. Vậy là nó ok. Rồi niêm ở dừa. Mặn nhẹ lạc gì mình biết. Con thêm miếng đường nữa nha. Rồi mình niêm mới biết á, rồi mình niêm nữa. Chỉ là nếu dừa cái bột năng vô rồi, sợ sợ nó kẹo dừa thôi á. Dạ, con để miếng bột năng cho nó sợ sợ thôi chú. Bữa nay chú dạy món mới nè, tà hủ. Cái này là kêu món gì chú? Dạ. Cái này là kêu món gì? Món tà hủ chiên sốt dầu hào. Tà hủ chiên sốt dầu hào. Được món nữa, chú nói chú dạy con hai món rồi nha, mới có món à. Món món rồi. Thứ hai lon bia nè. Thứ hai lon bia, dạ quên nữa, họ kêu. Hắn đem hai lon bia. Đây chú dạy xong một món gì? Tàu hủ sốt dầu hào. Sốt dầu hào xong. Cái này tàu hủ mình chiên dầu hào mình sốt xong nào mình ăn mình chan lên cho nó ngon. Là xong đó không chú? Chấm được nhưng mà chấm cũng được. Dạ. Chan chấm gì cũng được không chú? Rồi thành công một món. Cô chú anh chị các bạn ngày hôm nay thì mấy chú nè cùng với lại mấy cô và mấy chị em nữa đã cùng với lại chú Phát nấu xong những cái món ăn rất là ngon nha. Giờ con cũng xin giới thiệu lại cho cô chú biết. Món đầu tiên đó là món heo quay xào với lại cải chua. Dạ món thứ hai đó là món gà nè, gà băng giá. Đó là sau khi mà luộc nóng xong rồi bỏ vô nước đá là rất là băng giá luôn. Ăn sẽ rất là ngon nha. Dạ đây là cái nước chấm của chú Phát làm nha cô chú, nước chấm thần thánh nha. Trong đây thì có hành, có gừng, dầu hào, quất dầu mè cộng với lại là dầu ăn bình thường của mình. Đầy đủ luôn. Chút xíu chấm thử là cái này chấm với gà. Món tiếp theo nữa đó là món sườn heo chân tương. Dạ, tương ngọt nha chứ không phải tương mặn. Rồi thêm một món nữa đó là cái món cải thìa nè, mình luộc bình thường nhưng mà đặc biệt là mình phải để thêm dầu hào với lại một chút dầu ăn cho nó bóng nữa. Dạ với lại một ít canh mướp cho cái canh nước luộc gà đó. Thì bây giờ con con quên một món nữa, đó là cái món này món gì chú? Tàu hủ làm gì chú? Tàu hủ chiên bình thường nhưng mà có cái nước sốt mới ngon. Đó, cái tên nó hơi dài. Dạ giờ con xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm nha. Rồi. Không mà mấy chú mà mấy cô mà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm xem là bữa cơm ngày hôm nay có ngon hay không nha. Dạ con xin mời. Ôi. Cơm đâu ta? Cơm sao lưng. Bây giờ mới cơm thôi. Bây giờ trong lúc chưa trước khi cơm thì mình thử đồ ăn trước đi mấy chú ơi. Đồ ăn trước đi. Thử món Hồng Kông đi anh hai ạ. Miếng chấm này là chấm gì chị? Chấm gà chị, chấm của em. Cái này của chú nè. Cái này chấm gì chú? Cái này là nó không cần phải chấm gì đâu Năm ơi. Dạ này nó vừa ăn rồi chị ơi. Năm ơi. Con thử. Này con chén nè. Ngon. 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 Dạ mình ăn bánh đá nó giòn ha. Dạ chưa. Thôi quay sao cái chua. Cái vô ăn. Sao thì cái giòn nó ngon. Thịt gà băng giá. Mình đây ăn giá bên kia mình biết. Cái luộc là chấm sốt sốt. Dạ chấm này hả? Muốn chấm nào chấm? Chấm ron chấm. Nước sốt. Cái nào cái này hả? Dầu hào. Quá ngon, nó có nhựa luôn. Phó sư phụ, anh thấy chữ kia mà sốt được không? Anh sốt thấy ngon sao? Nhanh. Phó sư phụ. Đã quá chú ơi. Sốt được. Cảm ơn. Quá ngon. Quá ngon. Mà cũng có mỡ ở đây ngon. Qua là chấm ngon. Dạ ngon, mới chấm thật hấp dẫn luôn. Con ta ăn luôn á, trời ơi, không đủ luôn á, ở bên
Vì em chén nhờ quá quá. Chị Năm mới lại ra học ngày được ngón rồi nè. Chứ nói chị dạy hai món rồi, chị dạy có cơm món đây, cơm đây mấy cô ơi. Chịu sợ. Chiều nay còn chậm nữa mà không? Chiều nay còn chậm, bỏ cơm. Ờ chiều nay còn chậm nữa đi mua thêm bò về ra sao? Dạ muốn thêm bò nữa đi. Chị đồ chén này mới cơm. Bò sao ở Đà Lạt á, tàu xì nữa. Còn không bán chai chú ơi. Chai hả? Dạ còn nấu món chai kìa. Chai mua với bún tàu. Mua hai cơm nó hai bốc. Nấu. Tàu bún tàu. Cơm nấu bán nha. Cà rốt như cải, bắp cải trắng á. Sắc sợi nhuyễn như nhuyễn nha, cà rốt sắc nhuyễn như nha. Rồi cuốn tàu đi ngâm cho nở chứ đi mới đi mềm. Rồi đập của bàn tay á, cắt miếng miếng mỏng 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 á. Xào lên xào chay. Nó chỉ có được khó, xào chay dễ xào. Dạ. Chị ơi chú chỉ em á, phải có nguyên liệu là chú chỉ em làm bánh bao rồi. Nguyên liệu mình mua đi không có hả? Chú ba không nấu cũng như vậy, không ăn cho quên. Không ăn chứ mà ăn lớn nữa không uống gì nữa. Gì? Phải không cây có cái gì với cái gì? Dạ. Mai không ăn mập nữa, ăn nó mập đi. Ờ món đậu ăn được thử coi, đậu ăn thử dạ. Được. Con thử ngọt chứ. Món nào con thử hết. Đâu ăn thử đậu coi. Nói gì dạ, có một miếng đậu à. Dạ có một miếng à. Dạ cho em miếng nữa đi Năm ơi. Ừ, cảm ơn chị. Cảm thử nước sốt của chặt chân ngăn nè à, giờ sẽ có một bụng. Miếng hết rồi mình dạ, ăn nhiều ăn ít ngon mà ăn nhiều không ngon ha nghĩ đi dạ. Ăn ít thèm ngon cứ uống chiều ra mua ăn làm tiếp nữa dễ thôi dạ. Không biết là đỡ ít người hay nhiều người ra miếng mua 10 miếng đó có nhiều món nhiều được hả chú ơi quá nhiều quá ăn nhiều món lắm làm món này nó đơn giản mà nó ngon hả chú à. Còn món này kêu qua kêu bằng á bạc chấm cấy chứ quả gọi tên nó bạc chấm cấy và dèo chặt đứt dạ chặt đứt dài phải học quá chặt dao dạ, chặt đứt chặt vậy đó là kêu đi thợ đi học làm phá vậy đó học bệnh con cơm ăn bánh cơm đây có nghĩa là cái gà luộc ăn nước ăn thấy không thịt nó trơn trơn ngon không dạ. Không dám còn mỏng qua nước đó ăn thịt khô dám không dạ. Gà như ăn ngon không ăn mới ra nè có ngọt luôn á ngọt thịt luôn đây mới ra ngon nha ngon ha cái da giòn chị cái nước sốt này cũng ngọt lắm có vị gừng chú Sang cơm sao bên em có dĩa cơm nữa chưa hả? Nguyên trời luôn đó. Chú ăn cơm hơn bấy chứ? Dạ xin miếng. Dạ. Hai muỗng chị biết rồi. Đập đập hai cái biết là hai muỗng. Cái gì vậy? Uống này rồi. Dạ. Chị mới cơm ra lợi lắm. Chị ba, miếng cơm đi. Còn. Con hò chị xỉu. Còn. Hồi nãy nghe cảnh bấy chị. Qua không ăn cơm là muốn xỉu xỉu rồi đó. Cơm đây, cơm đây. Nay cơm nhiều lắm. Cơm nhiều lắm. Con bới cơm cho. Có rồi. Rồi, bới rồi. Con sợ em bới cho em đi. Ngủ chưa chị? Nghe không ngủ nữa. Ngủ quên, nhắc chị mới nhớ. Cải chua ăn ngon quá à mọi người. Rồi thì nay ăn cơm sống ăn ngon. Sườn nay ăn được không? Chứ dạ, dạ. Ăn được không? Ngon. Ngon hả? Con thử sườn. Ờ quên con sườn chưa thử. Chưa thử chưa đó. Thử đi. Có ăn. Dạ, đây lá là ăn miếng này. Thử nữa. Thôi giờ ông chú bán tưởng mua sườn ngon tưởng. Tưởng sao sườn đó sườn chay. Nấu ba cái mềm. Mềm mấy không? Năm ơi. Ừ để thôi. Để rồi có thể rồi. Sườn. Nó đi tới mà. Mình nhà mình chưa làm món này luôn á. Được chưa? Một bà có món mà. Đủ không à? Ừ. Giờ chiều nay phải học thêm. Thêm món già món lẩu. Em lột, em lột. Chấm cái này cho dán. Thì hai ngon hơn. Nó thơm. Ngon quá. Cả nhà mình hôm nay ăn có thấy ngon không nè? Wow. Ăn cũng ngon. Dạ,
Thì nãy giờ cô chú anh chị các bạn cũng thấy những cái công thức mà chú Phát chỉ cho mấy chị em rồi đó. Hy vọng là mọi người về làm thử xem là ăn có lạ miệng và có ngon hơn không nha. Còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại cô chú. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video nha. Bye bye.